Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trong video ngày hôm qua đang cùng làm quen với lại chị Cái Quy. Hôm qua các bạn đã thực hiện phần nhận biết chị Cái Quy và tập tới một chữ Cái Quy rỗng rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chữ Quy viết thường nhé. Chữ Quy viết thường sẽ gồm có hai nét các bạn ạ. Một là nét cong tròn khép kín, bắt đầu từ phía bên tay phải của ô thứ hai, phía góc ở bên tay phải chúng mình sẽ vẽ một vòng tròn khép kín. Tiếp theo là một nét sổ thẳng từ trên xuống dưới, bắt đầu từ dòng kẻ thứ ba đi xuống 4 ô ly nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ cùng nhau thực hiện tập viết chữ Quy viết thường nhé. Nào, nét đầu tiên đó là bắt đầu từ trên góc bên phải, chúng ta đưa thật chặt bút thành một vòng tròn khép kín như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ viết nét sổ thẳng cao 4 ô ly nhé, được chưa? Chữ tiếp theo tiếp tục tập viết như vậy. Đầu tiên là một nét cong tròn khép kín, tiếp theo là một nét sổ thẳng, bắt đầu đặt bút từ dòng kẻ thứ ba, chúng ta đi qua 1, 2, 3, 4 ô ly các bạn ạ. Chữ Quy thứ ba nào, chữ Quy thứ tư tương tự như vậy các bạn ạ. Cũng không khó lắm đúng không nào? Cuối cùng là chữ Quy cuối cùng nhá, chúng mình viết thật đẹp, thật nắn nót vào nha. Nét sổ thẳng 4 ô ly. Vậy là mình đã thực hiện xong toàn bộ phần bài tập với lại chữ Quy rồi đấy các bạn ạ. Thời lượng của kênh hôm nay cũng hết mất rồi. Hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong phần bài tập với chữ Cái Quy. Ngày mai thì các bạn sẽ cùng mình đến làm quen với lại chữ Cái R các bạn nhé. Đây là bài ngày mai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.